Liên quan vụ việc xe ô tô di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình va chạm với một hòn đá nặng khoảng 100 kg giữa đường cao tốc. Theo luật sư, nếu cảnh sát giao thông kết luận lỗi hoàn toàn do chủ xe không làm chủ tốc độ thì anh này sẽ không được các bên khác bồi thường. Theo luật sư Đặng Thành Trung, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định để xác định các bên liên quan như ban quản lý đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, đơn vị vận chuyển, tài xế vận chuyển hòn đá có phải bồi thường cho tài xế xe Honda City hay không, cần xác định được yếu tố gây thiệt hại vật chất xảy ra. Nếu chứng minh được hòn đá rơi là nguyên nhân gây tai nạn, tài xế không có cách nào xử lý thì các bên liên quan sẽ phải bồi thường. Việc xác định các yếu tố này phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, ở đây là cảnh sát giao thông. Nếu cảnh sát giao thông kết luận chủ xe Honda City đã tuân thủ quy định an toàn giao thông, tai nạn xảy ra hoàn toàn do sự xuất hiện bất ngờ của phiến đá, thì tài xế xe chở hàng hoặc đơn vị vận chuyển phải có trách nhiệm bồi thường. Ngược lại, nếu cảnh sát giao thông xác định lỗi hoàn toàn do chủ xe thì không được bồi thường. Với đơn vị chở phiến đá làm rơi ra đường, theo luật sư Trung, kể cả cảnh sát giao thông xác định mức độ liên quan tới vụ tai nạn thế nào thì vẫn phải nộp phạt. Cụ thể, việc vận chuyển hàng làm rơi ra đường bị phạt 2-4 triệu đồng theo nghị định 100/2019, đồng thời buộc phải thu dọn đồ rơi, khôi phục tình trạng ban đầu của đường nếu bị thay đổi. Trong khi đó, với ban quản lý đường cao tốc, việc tuần kiểm đường cao tốc là bắt buộc theo quy định tại thông tư 90/2014 để ngăn chặn, xử lý các hành vi bị nghiêm cấm, các tai nạn và sự cố. Tuy nhiên, việc tuần đường được thực hiện theo kế hoạch đã lập trước đó nên rất khó để kết luận đơn vị này thiếu trách nhiệm nếu thời điểm xảy ra tai nạn không trùng với kế hoạch tuần đường. Luật sư Trung cho biết thêm, hiện pháp luật Việt Nam chưa có quy định về trách nhiệm bồi thường đối với các trường hợp này.